Hồng Vân, mình sinh năm 1993, hiện mình đang là giáo viên dạy mỹ thuật. Mình rất yêu quý trẻ em, khi tiếp xúc mình cảm thấy học hỏi được nhiều điều từ chúng, đặc biệt là sự kiên nhẫn. Mình thích màu tím, yêu sự lãng mạn cổ điển và là người hướng nội trong tình yêu. Trái tim mình từ lâu đã đóng băng vì trải qua một mối tình tồi tệ trong quá khứ. Nhiều năm nay, mình chọn làm bạn với nghệ thuật như vẽ tranh, chụp ảnh, viết lách để cân bằng lại cuộc sống. Người ta thường nói, sau khi đã tìm kiếm, tổn thương và lạc hướng, chúng ta vẫn có thể tin vào tình yêu như cũ, chính là một loại can đảm. Mình tin rằng hôm nay sẽ là ngày mình bước ra khỏi căn phòng, chôn chặt mối tình cũ và lấy lại niềm tin vào tình yêu mới. Gửi chàng trai em chờ đợi bấy lâu, nơi anh nắng rồi à, nơi em thì vẫn mưa. Anh thương ai rồi à, còn em thì vẫn chưa. Xin được chào đón bạn Lê Hồng Vân đến với Hãy Yêu Nhau Đi. Chào anh Thành Trung, anh Mạnh Ninh và tất cả mọi người ở trong trường quay ạ. Cũng xin được nói là bạn Hồng Vân là rất hâm mộ Đinh Mạnh Ninh. Xin được hỏi là Vân, em hâm mộ anh Ninh từ bao giờ, bởi ca khúc nào? Em biết đến anh Ninh từ ngày em học cấp 3. Em hay nghe, nói chung là em... Say đạp. Dạ vâng. Với cả Mùa Yêu Đồ ạ. Rất vui dạ, vâng. Khi được gặp bạn Vân ngày hôm nay. Dạ vâng. Vân yên tâm nhé, anh sẽ tìm được, giúp Vân được liệu bạn trai ở bên phòng bên cạnh có phù hợp với Vân không. Anh giới thiệu với em một người đàn ông khác ngồi căn phòng màu vàng. Một người cực kỳ hiểu tâm lý của phụ nữ, của đàn ông. Cố vấn Đinh Đoàn. Dạ em chào anh Đoàn ạ. Rồi chào, thực ra thì chào con gái. Thấy con gái sinh năm 1993 đúng bằng con gái của chú Đoàn. Có được xem trước không ạ? Có. Mời bố sẽ có vâng. Con để bố có trách nhiệm với con. Rồi chào dạ, con gái. Vâng, chú ạ. Nhỏ nhắn cao giáo, đúng là một cô giáo thật. Hy vọng là ngày hôm nay ra về sẽ dắt tay một chàng trai nhá. Rồi, vâng, xin cảm ơn. Khi yên tâm đi, có bố đây rồi. Một chàng trai làm trong lĩnh vực gì hoặc tính cách như thế nào thì sẽ phù hợp mong muốn của em? Em thì sẽ rất dễ bị cuốn hút bởi những bạn mà có một chút cá tính ạ. Ví dụ như là bạn ấy có thể đam mê một cái gì đấy, hoặc là có tài lẻ, hoặc là sở thích về điện ảnh, hoặc là chụp ảnh, hoặc là hội họa. Còn ngành nghề thì em cũng rất là thoải mái. Bạn ấy có thể làm bất kỳ ngành kỳ công việc gì đều được ạ. Phía trước là bầu trời. Trên bầu trời ngày hôm nay sẽ có 3 ngôi sao tượng trưng cho 3 ứng viên mà chúng tôi đã lựa chọn rất kỹ càng để xem ai sẽ là người phù hợp với bạn. Một trong những nét quyến rũ của kiến trúc là mỗi công việc luôn phải làm lại từ đầu. Mình là Phạm Hoài Nam, một kiến trúc sư, sinh năm 1997. Đặc biệt, khi đứng trước những người con gái lớn tuổi hơn, mình lại có cảm giác say như điếu đổ. Họ có sức hút, sức quyến rũ khiến mình không thể cưỡng lại được. Chị à, em không phải thứ 6, thứ 7, em là thứ chị yêu. Mình là Nguyễn Hồng Quân, sinh năm 1987, hiện đang sở hữu một công ty tư vấn du học. Mình có công việc ổn định, kinh tế khá giả, chỉ có tình yêu vẫn là điều mong manh. Chứng kiến những đổ vỡ của gia đình, những người thân khiến mình mất niềm tin vào tình yêu. Và bao nhiêu năm nay mình vẫn đang loay hoay trên con đường tìm cô gái phù hợp với bản thân. Giữa cuộc đời hàng ngàn cám dỗ, anh chỉ cần bến đỗ là em thôi. Xin chào, mình là Nguyễn Toàn Thắng, sinh năm 1992, hiện đang kinh doanh tự do trong lĩnh vực ô tô. Tự do nhưng không hề rảnh rỗi, mình luôn bận rộn không ngừng để lập nghiệp tại Hà Nội. Ngoài đam mê kinh doanh, mình còn yêu thích leo núi và nhảy dù. Yêu thích những điều mạo hiểm nhưng mình chưa bao giờ mạo hiểm trong tình yêu. Gửi đến cô gái hy vọng được gặp ngày hôm nay. Đã 6 năm chưa ai vì bận tâm tới sự nghiệp, nhưng hôm nay anh quyết tâm gác lại mọi thứ để bận tâm tới em. Selfie chỉ một chạm, mê chưa? Nhỏ gọn vừa túi, mê chưa? Mê chưa? Samsung Galaxy Z Flip 5 nhập hội linh hoạt, sở hữu ngay. Mở Vidinda, bể ấp Best Z. Tìm mã sign up, gửi tin nhắn đến 6058 hoặc quét mã QR trên nhãn để có cơ hội trúng ngày set xin cùng hơn 1 triệu thẻ điện thoại. Mở nắp chai, dành ngày set xin. Carry
Sáng nay thức dậy, mẹ vui hơn hẳn nhờ tảo quần Karin. Với lợi thấm siêu mỏng 5mm, không dày cơm, nên thoáng khí, lại thấm hút cực tốt để mẹ ngủ ngon suốt đêm. Tảo quần Karin, bóng thoáng tuyệt vời, yêu đời phơi phới. Để thỏa thích ngắm nhìn, LG Instaview gõ nhẹ hai lần nhìn thấu bên trong. Mua LG ngon, cơ hội dình vàng tới tấp, giải siêu vàng 100 chỉ. 10 giải đặc biệt mỗi tuần, mỗi giải 1 chỉ vàng, cùng 30.000 giải may mắn. Nhập mã liền tay có cơ hội dình vàng tới tấp với LG ngon. Xa là sẽ nhớ đây. Xa là đi đâu nhớ. Head and Shoulders xuân mềm ống mượt mới, đánh bại cầu nhận và ngứa. Để bạn tự tin 100%. Head and Shoulders mới. Đối với mình thì ẩm thực vừa là công việc lại vừa là đam mê. Thế nhưng mỗi lần ăn đồ nóng hay đồ lạnh rằng ê ghê lắm. Rồi bạn mình khuyên dùng Sensodyne Deep Clean mỗi ngày, giúp giảm ê bút hiệu quả và cho hơi thở thơm mát dài lâu. Thực sự hiệu quả, thử dùng và cảm nhận Sensodyne Deep Clean mới. Trong 3 chàng trai này, theo cố yêu Đinh Đoàn, chàng trai nào phù hợp với Hồng Vân của chúng ta? 3 chàng trai thì đều rất tuyệt vời. Họ ấy tuyệt vời theo cách riêng của họ ấy. Cái bạn đầu tiên ấy, trông cao ráo, sáng sủa, đẹp trai, được. Nhưng mà tôi nhìn con gái tôi rồi, nhẹ nhàng, mỏng manh, nghệ thuật như thế, mà lại vỡ được cậu em sinh năm 97, nó líu díu lắm. Con gái cần trưởng thành hơn. Bạn thứ hai cũng được, nghề nghiệp tốt, kinh tế khá giả ổn định. Nhưng bạn này đã mất quá nhiều niềm tin vào tình yêu. Thì tôi nghĩ rằng biết đâu con gái tôi lại trở thành một bác sĩ để chữa lành vết thương cho bạn trai thì cũng mệt mỏi lắm. Con gái tôi chắc không đủ sức làm điều đó đâu. Nhưng cái cậu thứ ba là tôi ưng. Chững chạc rồi, đủ rồi, và đặc biệt là thông minh. Có thông minh thì phải làm kinh doanh, mà là kinh doanh thời buổi này lại thành công. Cũng có những đam mê rất là phù hợp với nam. Ví dụ thấy leo núi rồi, nhảy dù gì đấy. Nghe có vẻ rất là khỏe khoắn. Người ấy cho con gái tôi được một bờ vai để nương tựa. Em thấy số 3 sao, Hồng Vân? Trong 3 bạn thì em cũng ấn tượng nhất với bạn số 3. Vậy thì tốt rồi, chúng ta mời bạn này tới đây nhé. Hãy cùng chào đón bạn Nguyễn Toàn Thắng. Chào anh Thành Trung ạ. Em tên đầy đủ là Nguyễn Toàn Thắng. Em sinh năm 1992. Trong tình yêu em mong muốn như thế nào? Một người như thế nào thì sẽ phù hợp với em? Thực ra đây nó là một cái chủ đề nó khá là vô cùng. Thì em mong muốn là có một bạn nữ có thể cảm thông cho mình những cái lúc mà mình có công việc bận rộn. Sau cánh cửa khi mà mình bước về nhà rồi thì có thể là mình gần như mình buông bỏ hết công việc và chỉ quan tâm đến gia đình, dành trọn thời gian cho nhau. Em 6 năm rồi tình yêu đúng không? Khoảng đó ạ. Bởi vì rõ ràng vì sao anh hỏi câu đó? Bởi vì là chắc chắn em phải có yêu cầu gì đó. Thì 6 năm qua em mới chưa gặp được ai, hoặc là không ưng ai, dạ. Đúng không anh Đinh Đoàn? Có căm thù gì quá khứ không? Dạ không ạ. Chắc là dành nhiều thời gian cho sự nghiệp. Dạ. Có bao giờ thấy cô đơn không? Dạ có ạ. Và hôm nay thì mong muốn đến đây mục đích gì? Có thể là nhiều yếu tố ạ. Nhưng mà quan trọng nhất là tìm được một người bạn đồng hành với mình đến cuối cuộc đời ạ. Rồi, bạn đồng hành đến cuối cuộc đời. Nhìn thấy trên màn hình cái gì đang bay bay trôi trôi không? Mây ạ. Mấy đám mây? Một ạ. Mây kia là mây màu gì? Dạ, mây hồng ạ. Mây hồng thì ở từ Hán Việt gọi là gì? Dạ, Hồng Vân ạ. Hồng Vân, cô gái ấy tên là Hồng Vân. Và cái đám mây kia sẽ thuộc về em. Nếu như trong 45 phút nữa mình chinh phục được thì thu cái đám mây kia về nhà mình. Dạ. Nha, chúc thành công. Dạ. Nhưng mà cái yên tâm của anh đây rồi. Dạ, dạ. Nhưng bây giờ thì mọi người sẽ hình dung cho nhau dễ hơn bằng những món quà. Vâng. Chào nhà trai. Rồi. Đây là món quà của nhà gái. Mà của bạn nữ làm tự tay luôn. Vâng. Đẹp ạ. Một cô gái ngồi ngắm hoàng hôn ở trên bờ biển. Maybe for you, em rất thích ngắm hoàng hôn. Em vẫn luôn dành một vị trí đặc biệt cùng em ngắm hoàng hôn ở những nơi đẹp nhất. Đó là một thông điệp gì có biết không? Như bạn có viết ở đây cũng như là ở trong bức tranh truyền tải thì em thấy là bạn đang để chỗ trống cho một người phù hợp ạ. Chính xác.
quà của anh Thắng thì là một hộp nến thơm ạ. Em tặng nến thơm đấy với cái một cái mùi hương nó mang cái xu hướng thư giãn. Và em cũng là cái người thích mùi cát, mùi biển. Thì đấy là cái mùi hương đấy. Và cái món quà này của em với cái mong muốn là sau một ngày dài mệt mỏi thì trở về nhà thì có thể là thư giãn với không gian riêng của mình. Thì cái mùi hương này mong là sẽ giúp cho em ấy thư giãn ạ. Một bức tranh của một cô gái đang ngắm hoàng hôn ở biển và một mùi nến có cái hương sắc của biển, có vẻ bắt đầu có sự liên kết rồi đấy. Va vào nhau rồi đấy. Bắt đầu va rồi đấy. Va về mặt cảm xúc và lựa chọn rồi đấy. Hiện tại chúng ta đang có một chàng trai mạnh mẽ và cá tính, một cô gái rất là mong manh, nhưng họ đang tìm tới nhau bởi sự ngẫu nhiên, bởi sở thích. Nhưng để họ cảm được nhau hơn nữa thì họ phải hiểu thêm nhau. Và muốn biết họ là ai, chúng ta phải quay về quá khứ để xem những gì, những điều gì đã tạo nên con người của họ. Xin cùng đến với Hôm Qua.